Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 2 tháng 7 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa thử phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn siêu lớn, một ngày sau khi Hàn Quốc cho hay Triều Tiên phóng hai tên lửa, trong đó có một tên lửa dường như phóng thất bại. Theo bản tin, Bình Nhưỡng thành công phóng tên lửa Hoa Song 11 Đa 4.5, có khả năng mang đầu đạn lên đến 4,5 tấn. Cuộc thử nghiệm được tiến hành với một tên lửa có gắn đầu đạn hạng nặng, mô phỏng để xác minh độ ổn định của chuyến bay và độ chính xác khi bắn trúng ở tầm bắn tối đa 500 km và tầm bắn tối thiểu 90 km. Bản tin cho biết Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa khác vào tháng 7 để xác minh đặc điểm bay, độ chính xác và sức nổ của đầu đạn siêu lớn ở tầm trung 250 km. Trước đó, Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS hôm 1 tháng 7 cho hay Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Tây bay theo hướng Tây Bắc. Một tên lửa bay khoảng 600 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Tên lửa còn lại bay khoảng 120 km trước khi mất dấu trong màn hình radar. JCS cho biết tên lửa thứ hai dường như đã bay bất thường trong giai đoạn đầu và nếu nó phát nổ giữa không trung, các mảnh vỡ của nó có thể đã rơi xuống đất liền. Đầu đạn siêu lớn nằm trong danh sách vũ khí công nghệ cao mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ phát triển tại đại hội đảng vào năm 2021, bao gồm vệ tinh quân sự do thám và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn. Trong một diễn biến khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng về tình hình kinh tế nước này 6 tháng đầu năm khi cho rằng kinh tế tăng trưởng đáng kể. Theo Yonhap, ông Kim không đưa ra thông điệp nào nhằm vào Hàn Quốc hay Mỹ, cũng như không đưa ra chi tiết về nỗ lực phát triển vũ khí khi phát biểu tại ngày bế mạc phiên họp toàn thể kỳ họp thứ 8 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA đưa tin kỳ họp đã thảo luận 5 nội dung chương trình nghị sự bao gồm đánh giá tạm thời việc thực hiện các chính sách của nhà nước trong năm nay và vấn đề thực thi kỷ luật lao động trong các lĩnh vực then chốt. Ông Kim phát biểu rằng, trong nửa đầu năm nay có thể thấy rằng tình hình kinh tế của đất nước đang có chiều hướng cải thiện rõ rệt so với một năm trước đó. Có thể nói, tình hình chăn nuôi cả nước đến nay cũng khá tốt. Theo Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, sản lượng cây trồng của Triều Tiên năm ngoái ước tính tăng 310.000 tấn so với năm 2022, lên 4,82 triệu tấn. Đề cập quân đội, KCNA cho biết ông Kim chỉ đạo các hoạt động quân sự và chính trị của tất cả các lực lượng vũ trang, nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.